rồi. Hôm nay lại tiếp tục giao xe cho anh Đạt ở Sài Gòn, Đầm Sen. Cảm ơn anh Đạt rất nhiều nha. Ok, cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh Đạt. Ai muốn mua xe lên ủng hộ đồng nha. Rồi, cảm ơn anh trai. Chúc anh về làm ăn thuận lợi nha. Phát tài. Rồi, có gì thì ủng hộ em. Rồi, cứ vậy nha. Có gì ảnh hỗ trợ cho anh hết mình luôn. Anh cứ nói đi. Ha, em nói rồi. Cứ ấy là ảnh chỉ cho. Rồi, xe dắt đã bán giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Xe đã bán cho anh em về khởi nghiệp. Chúc người anh này cũng khá là hiền cả nhà. Người anh này khá là hiền và cũng không có nhiều tiền, nên em thấy anh em hiền quá, nhanh lẹ nữa, bớt cho anh cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó, anh em có mua bán gì rồi liên hệ em, em phát nha. Đó, bãi hiện tại là đang hết xe rồi cả nhà ơi. Bãi đang hết xe, nhà cần mua bán trao đổi gì cứ alo cho em, alo cho tầm em phát nha. Rồi, chúc người anh làm ăn phát tài, gặp nhiều thuận lợi hơn nha.